S22 Ultra hay 13 Pro Max anh? Thế mà anh cũng phải hỏi. Oh, yeah. 13 Pro Max hay S22 Ultra? AirPods, iPhone, 13 Pro Max ạ. Oh, yeah. Ê, cho xin lại nhá. Anh chọn máy này. Đây là máy gì đấy anh? Lạ vậy. Không biết đây là máy gì. Xong lấy luôn con 13 Pro Max của mình là sao? 13 Pro Max hay S22 Ultra? S22 Ultra bạn ạ. Mày đang dùng gì đấy? iPhone. Tao có rồi nhưng tao thích những thứ mình chưa có. Tư duy của thạc sĩ kinh tế nó phải như vậy. 13 Pro Max hay S22 Ultra? Khó quá, em chọn anh. Gì vậy mà? Có chừng tao ấy. Đừng quên đặt hàng ngay S22 series tại chuỗi thống của Cellphone.